Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay tiếp tục là một ngày mưa và rét ở các tỉnh Bắc Bộ. Từ sáng sớm, bầu trời đầy mây âm u, nhiều nơi có sương mù dày đặc, độ ẩm không khí tương đối cao, phần lớn trên 90%. Vì thế, mặc dù nhiệt độ ngày hôm nay có cao hơn ngày hôm qua đôi chút, nhưng cảm giác rét vẫn không có gì thay đổi. Ngày hôm nay, mưa ở miền Bắc đã lan đến tận Thanh Hóa và Nghệ An. Miền Bắc và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, trời tiếp tục rét, nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức thấp từ 15 đến 18 độ, đặc biệt tại các vùng núi cao cao như Sapa, Mẫu Sơn, Tam Đảo, trời rét đậm, nhiệt độ có thể xuống dưới 10 độ. Trong khi ở miền Bắc lạnh và mưa, thì từ Trung Trung Bộ trở vào miền Nam, ngày hôm nay trời đã giảm mưa. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu tác động của đới gió đông bắc nhẹ nên thời tiết khá hanh khô. Ban ngày trời có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi với lượng không nhiều. Nền nhiệt độ tại các tỉnh Nam Bộ vẫn duy trì ở mức cao nhất trên cả nước, giao động phổ biến từ 30 đến 33 độ, có nơi sắp xỉ 34 độ, trời khá oi nóng. Ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn chịu sự chi phối chủ yếu của rìa Tây Nam lưỡi cao lành lục địa suy yếu và biến tinh chậm. Trên tầng cao, vùng hội tụ của dòng xiết gió Tây trên cao cũng đang có xu hướng dịch dần về phía đông và suy giảm. Vì vậy, trên toàn khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chỉ có mưa và mưa nhỏ về đêm và sáng. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có rông. Trời vẫn nhiều mây, tuy nhiên thì lượng mây không dày và có xu hướng giãn mỏng về trưa khiến cho nền nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ vẫn nằm ở rìa xa phía tây nam của lưỡi cao lục địa suy yếu với đới gió đông bắc yếu, đồng thời hoạt động của dòng xét gió tây trên cao cũng không ảnh hưởng đến đây nên trên toàn khu vực chỉ có mưa ở một vài nơi với lượng không nhiều, nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong thời kỳ mùa khô và chưa chịu tác động mạnh mẽ nào của các quá trình hoàn lưu khí quyển nên thời tiết vẫn phổ biến ít mưa, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi mang tính địa phương vào chiều tối và đêm với lượng không nhiều, ban ngày trời có lúc có nắng nên nhiệt độ ít thay đổi so với 24 giờ trước. Trong 48 đến 72 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục suy yếu trong khoảng 2 ngày nữa, sau đó có khả năng được tăng cường trở lại. Do vậy các tỉnh Bắc Bộ giảm mưa, nền nhiệt tăng nhẹ sau sẽ có mưa và nền nhiệt giảm trở lại. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa vài nơi, nền nhiệt độ tăng dần, các khu vực khác thời tiết ít thay đổi. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ, rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 20 cho đến 23 độ, có nơi là từ 26 cho đến 28 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng sẽ có mưa và mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 cho đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 cho đến 23 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất 20 đến 23 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 20 cho đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 23 đến 26 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và rông ở một vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 23 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 29 cho đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 18 cho đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 28 cho đến 31 độ. Khu vực đông nam bộ mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Khu vực tây nam bộ mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 26 độ nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ khu vực Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km, gió đông đến đông nam mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ giao động từ 26 cho đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ cũng phổ biến từ 26 đến 30 độ. Như vậy là trong 24 giờ tới, thời tiết tại các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét, các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa vài nơi, các khu vực khác ít mưa, ngày nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!